Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì sáng ngày ra thôi, mình lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi đến từ Yên Bái. Vâng, một anh em thợ cũng đã tham khảo máy Montap và cũng gửi tiền luôn cho mình để sắm một bộ máy Montap luôn. Và mình cũng tiện đang huấn luyện anh Trung đến từ Nghệ An ra mua máy Montap. Ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi, thế thì mình cũng test luôn bộ máy cho anh đến từ Yên Bái. Vâng, và hôm nay là máy của anh Tuấn. Vâng, anh Tuấn nha, anh Tuấn, anh đến từ đường Hoàng Văn Thụ, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh ủng hộ mình một bộ máy Montap và bây giờ là công đoạn kết máy cho anh thôi, còn anh cũng đã chuyển khoản hết cho mình rồi. Vâng, rất là xin chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ. Và tiện đây ấy thì mình cũng xin cảm ơn các anh. Vâng, anh Hiếu, anh đến từ xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, anh cũng sắm một bộ máy Montap. Vâng, và anh cũng nhận các phần quà tặng như các anh em khác thôi. Đấy, đặc biệt là mình nói rồi, những anh em mà mua máy Montap từ nhà phân phối của mình thì bây giờ anh em ngoài những cái phần quà tặng, mình còn gửi anh em cách phân tích thông số hiện hành ở trên bộ máy Montap cùng các thông số đo dòng dò góc đánh lửa sớm, rồi là các tài liệu về các mã FOB dùng chung với SU. Đấy, tài liệu cách phân tích một chiếc xe bị mất điện cao áp, phân tích từ đâu, có bao nhiêu bước và anh em phải áp dụng ở trên máy như thế nào để anh em phân tích làm sao cho nó nhanh nhất anh em nhé. Vâng, vậy thì cũng rất là nhiều tài liệu mình sẽ gửi cho anh em. Vâng, tiếp theo là mình xin cảm ơn anh vâng, anh Thắng. Vâng, anh đến từ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng ủng hộ mình một bộ máy Montap cùng máy tính bảng luôn anh em ạ. Vậy thì những anh em mà nhờ mình mua hộ máy tính bảng ấy thì mình cũng tặng luôn anh em là một chiếc ốp máy tính cùng một củ sạc luôn nhé. Bởi vì máy tính ngày nay thì anh em biết rồi, cũng như điện thoại đấy, người ta không bán kèm củ sạc nữa, chỉ có dây sạc thôi. Thế thì anh em nào mà nhờ mình mua máy tính ấy thì mình sẽ mua tặng anh em một củ sạc và một chiếc ốp máy tính luôn anh em ạ. Vâng, tiếp theo thì mình xin cảm ơn anh Thảo. Vâng, anh đến từ xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vâng, anh cũng ủng hộ mình máy Montap anh em ạ. Mình xin lỗi, mình có cuộc điện thoại của anh em cũng hỏi máy Montap và anh em cũng đang tham khảo, khả năng anh em cũng lấy thôi. Vâng, mình tiếp tục quay trở lại. Vâng, vậy thì cũng xin cảm ơn anh Thảo. Vâng, anh đến từ xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang anh em ạ, cũng ủng hộ mình máy Montap. Tiếp theo là anh Quốc. Vâng, anh đến từ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng ủng hộ mình bộ máy Montap. Vâng, rất nhiều anh em ở rất là xa đấy, nhưng anh em rất là nhiệt tình ủng hộ mình. Vâng, và anh Tân, anh đến từ xã Phước Lộc, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Anh cũng ủng hộ mình một bộ máy Montap. Vâng, còn anh Điệp nữa, 7 anh em biệt anh em ạ, rất nhiều anh em đã ủng hộ mình những bộ máy Montap. Và anh Nguyễn Quang Điệp, vâng, anh cũng ủng hộ mình một bộ máy Montap cùng cả máy tính bảng luôn. Vâng, anh đến từ tổ dân phố An Đào, huyện Châu Quỳ, xã Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội anh em ạ. Vâng, và tiếp theo là anh Tuấn. Vâng, hôm nay anh Tuấn thì mình nói rồi, anh sáng sớm đã chuyển tiền cho mình rồi và mình chỉ gửi máy cho anh thôi. Và anh Tuấn thì anh đến từ phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, anh em nắm được rồi đúng không? Vậy thì bây giờ là công đoạn là kiểm tra máy cho anh. Thế thì trong bộ máy Montap thì anh em biết rồi đấy, 15 túi cáp tiêu chuẩn anh em nhé. Còn anh em muốn nhu cầu mua thêm cáp gì thì anh em mua thêm cáp đó anh em ạ. Đây, cùng đoạn đóng gói cũng đang đóng gói cho anh đây. Và anh em nào cần file mở tour thì mình nạp cho anh em file mở tour nhé. Đấy thì cái này thì công ty DTD ô tô cũng không khuyến khích mở tour đâu. Đấy, anh em có nhu cầu thì mình nạp cho, còn cái quyền nạp hay không là do anh em tự lựa chọn nhé. Đây thì bộ máy đây, mình cũng đang vừa rồi mình cũng nạp file mở tour cho anh rồi. Đấy, và bây giờ mình sẽ test máy cho anh. Thank you.
Trong máy của mình bây giờ cáp đa năng đủ luôn anh em nhé. Anh em không phải mua như những trước đây nữa. Trước đây thì trong bộ máy của mình chưa có cáp đa năng. Vậy thì anh em nào có nhu cầu thì mình gửi cho anh nhé. Giờ làm rất là tiện lợi anh em ạ. Vâng, bộ máy mới tinh luôn. Mình cũng mượn luôn máy tính của anh Trung đến từ Nghệ An để test máy cho anh. Scantac xin chào anh Nguyễn Văn Trung, mời anh chọn chức năng từ menu. Đó quả bên trẻ thì đó như thế này của anh chị. Cái gì cơ? Đó nó quả bên trẻ thì nó không 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 có sao cả. Anh em cứ làm bình thường. Yêu cầu kết nối Moto Scantac. Nick 125. Máy kết nối rất là nhanh, rất là tốt anh em ạ. Đấy. Những anh em mua máy thì bao giờ mình cũng kiểm tra trước kết nối vào xe để kiểm tra hoạt động xem nó có tốt không anh em nhé. Đấy. Mà bây giờ anh em thấy giao diện màn hình máy Montap V2.7 anh em thấy là rất là đẹp đúng không ạ? Hai nữa là các chức năng ở trên đây, anh em mà chưa biết là cái chức năng này để làm gì, anh em chỉ cần nhấn vào tay vào đây thôi, anh em giữ thì sẽ hiện lên luôn, anh em thấy không? STIL, trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển dơ lê khởi động. Đấy. Anh em không biết thì anh em thấy ngay đúng không? Tương tự như vậy anh em có thể đặt tay vào đây. SSTV, trạng thái công tác chân chống phụ. Rất là tuyệt vời. Vâng, mình gạt chân chống phụ lên anh em thấy không? On off luôn này. Đấy, nhìn rất là trực quan, rất là đẹp. Đấy. Vậy thì anh em cứ không biết cái biểu tượng nào thì anh em cứ nhấn giữ tay vào đó cho mình đúng không ạ? Ví dụ đây, anh em giữ vào đây. FISV, trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển phát từ trường nhanh FISV. Tốc độ động cơ. Góc mở bướm ra. Góc đánh lửa sớm. Áp suất tuyệt đối cổ hút khí nạp. EVATO, trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển van hệ thống kiểm soát bay hơi nhiên liệu EVATO. Thời gian phun nhiên liệu. STSW, trạng thái công tác khởi động. Những xe nào mà hỗ trợ chức năng mà hiện lên thì sẽ có giải đáp hết anh em nhé. Ví dụ như xe này có cảm biến tốc độ VS nhưng ECM nó không hỗ trợ thì khi mà xe làm việc cảm biến có làm việc nhưng sẽ không hiện lên anh em nhé. Ví dụ cảm biến tốc độ VS này thường là hỗ trợ những xe có hệ thống chống bó cứng thanh ABS thì sẽ hiện lên anh em nhé. Thì anh em nắm được như vậy. Vậy thì trên đây các biểu tượng này anh em không biết biểu tượng nào anh em cứ nhấn giữ tay vào đó cho mình là anh em thấy nó sẽ hiện lên và giải đáp rất rõ. FPIL, trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển bơm nhiên liệu. Mình thử kiểm tra cảm biến vị trí bơm ga. Đấy, trước đây thì mình hay dùng chức năng này. Đấy, nhưng mà bây giờ máy của mình có kiểm tra trực tiếp chuyên sâu cảm biến rồi thì anh em kiểm tra chức năng đó thì cũng rất là tuyệt vời. Rồi, anh em bấm vào ngôi nhà này. Đấy, anh em có thể vào chẩn đoán nâng cao. Đấy, vậy thì máy kết nối rất là tốt rồi. Đấy, hoàn toàn yên tâm khi gửi máy cho anh em nhé. Đấy, anh em yên tâm mình test máy hết rồi. Cảm biến này. Đấy, anh em bấm vào cảm biến bướm ga này. Đấy, anh em chọn Honda này.
Vị trí góc mở bướm GATP mà khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi OBD cho cảm biến TP. Chức năng này thực hiện kiểm tra chuyên sâu lỗi trong giải của cảm biến TP trực tiếp trên xe thông qua hệ thống OBD. Thông báo kết nối mô tô ScanTap với xe qua giác chẩn đoán, sử dụng cáp DLCPN MTB08DLC01. Cấp nguồn cho mô tô ScanTap, sử dụng cáp nguồn PN MTB08 Power. Chẳng yêu cầu, bấm nút tiếp tục bên phải sau đó xoay chậm, từ từ, đều đặt tay ga đến khi bướm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo mới. Yêu cầu, xoay chậm, từ từ, đều đặt tay ga đến khi bướm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo mới. Thông báo, cảm biến TP hoạt động tốt. Vâng, anh em thấy không? Rất nhiều chức năng hiện đại trên bộ máy MonTap mà anh em thao tác rất là đơn giản. Đấy, đặc biệt là chức năng kiểm tra các cảm biến, anh em thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Giúp anh em kiểm tra nhanh chóng, chính xác, chuyên sâu mà những dòng máy khác không bao giờ có, anh em nhé. Vâng, vậy thì cái công tác kiểm tra máy trước khi gửi cho anh em là mình cũng đã kiểm tra xong rồi. Đấy, máy kết nối rất là nhanh và chính xác. Vâng, vậy thì mọi thông tin chi tiết về bộ máy MonTap cùng các chương trình khuyến mại khi anh em mua máy, anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ thông tin cụ thể cho anh em. Vâng, mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.